Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm rau củ kho chay. Và hôm nay những thành phần của mình cần hai cái củ cà rốt như thế này. Mình cần khoảng 200g bắp cải nè. Và đây là 200g khổ qua. Mình mua được những cái chất khổ qua nó nhỏ nhỏ như thế này, khi mà mình kho lên nó rất là ngon các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ có 100g đậu que. Và mình sẽ có 20g nấm đông cô mình đã ngâm cho nó nở ra rồi này các bạn. Rồi mình sẽ cũng có 200g đậu hũ chiên. Mình đã cắt ra những cái miếng vuông vuông như thế này rồi mình chiên lên đó các bạn. Rồi bên đây là những cái gia vị thì mình cần là bo rô mình đã băm nhuyễn để chút nữa mình khử lên nè. 1 muỗng canh sả băm, 2 muỗng canh hạt nêm chay, 1 muỗng canh đường cát trắng và 3 muỗng canh nước tương. Cái món ăn này á, nếu mà các bạn mà những ngày các bạn đã ăn rất là nhiều thịt cá, các bạn đã ngán rồi thì các bạn có thể làm món ăn này để đổi khẩu vị gia đình của mình. Hoặc là các bạn ăn chay á, thì mình làm những cái món ăn như thế này rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món rau củ kho chay ngày hôm nay của mình nha. Bây giờ đậu que này là các bạn, mình sẽ cắt ra những cái khúc vừa ăn ha. Như thế này mình cắt làm hai ra đi. Như thế này nè. Mình cho nó qua mình cái dĩa bên đây. Khổ qua này là các bạn, mình sẽ cắt nó ra nha. Mình đi chợ mình thấy những cái trái khổ qua nhỏ như thế này rất là ngon nè các bạn. Lâu lắm á, thật là lâu mình mới thấy họ bán cái khổ qua này. Mình thấy rất là ngon nên mình mua về mình làm cái món rau củ kho chay cho nó thật là ngon cái món này nha. Các bạn không có khổ qua nhỏ như thế này, các bạn dùng một trái khổ qua to cũng được. Mình cắt ra như thế này rồi mình sẽ bỏ cái ruột của nó đi nha. Mình sẽ nại cái ruột của nó, mình bỏ đi như thế này nè các bạn. Rồi mình cũng đã làm xong rồi nè các bạn. Mình cho qua một bên nha. Rồi bây giờ cà rốt này nè, mình cũng sẽ cắt ra. Rồi cà rốt mình cũng đã cắt xong. Bây giờ mình tới mình cắt cái bắp cải này nha. Mình cắt những cái miếng vừa ăn đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã sơ chế rau củ đã xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ qua bếp và mình sẽ chế biến cái món ăn ngày hôm nay của mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi lên bếp để mình kho các bạn. Mình sẽ cho cái nồi này nó nóng lên và mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn nhé. Mình cho dầu của mình đã nóng lên nha các bạn. Khi mà dầu nó đã nóng lên rồi mình sẽ cho cái bo rô mình băm nhuyễn nè, mình cho vào. Rồi mình cho vào đây là 1 muỗng canh sả băm nha. Mình thử cho nó thơm lên đó các bạn. Khi mà nó đã thơm lên rồi thì mình sẽ cho là nấm đông cô nè, mình cho vào đảo đều. Rồi mình sẽ cho những cái rau củ mà nó cứng á, mình sẽ cho vào trước, mình nấu trước để cho nó mềm, sau đó mình cho những cái
cái rau củ nó dễ chín ra sao ha. Giờ mình sẽ cho cà rốt vào. Rồi mình sẽ cũng sẽ cho cái khổ qua nè nó vào luôn các bạn. Mình đảo cho nó đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp đậu que vào. Tiếp theo là mình sẽ cho một chén nước lạnh vào đây nha các bạn. Mình cho 2 muỗng canh hạt nêm chay vào. Hạt nêm làm từ nấm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Mình nấu trên lửa vừa. Mình nấu khoảng 10 phút nha các bạn. Mình kho nó giờ khoảng được 10 phút rồi đó các bạn. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho cái bắp cải này vào. Rồi mình sẽ cho tiếp cái đần đậu hũ ha, chiên vào luôn. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng canh đường vào này các bạn. Và 3 muỗng canh nước tương ngon nhé. Mình đảo đều lên. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình kho thêm khoảng 10 phút nữa. Khi đó rau củ của chúng ta nó sẽ chín mềm và lúc đó mình sẽ đem ra mình thưởng thức nha các bạn. Sau khi mình kho thêm 10 phút nữa các bạn, cái rau củ của mình nó đã chín mềm rồi nè. Bây giờ mình sẽ nêm lại coi có vừa khẩu vị gia đình của mình không. Thì mình gia giảm cái gia vị nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra mình dùng chung với cơm nóng rất là ngon á. Và cái món rau củ kho chay của mình đã xong nè các bạn. Rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Rau củ rất là nhiều. Mình làm rất là đơn giản nữa. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món ăn rất là ngon, rất là thanh đạm nha.